Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn trong một video gây thông thái. Bạn có biết đâu là điểm giống nhau giữa một chiếc tàu ngầm và một con lợn biển? Con cái không sinh con có thể bị bố mẹ thừa kiện, hay vì sao những miếng thịt cá mập này lại khiến vạn người chê? Chào mừng đến với 1001 sự thật khiến bạn thông thái hơn, phần 74. Tàu ngầm sức rắn. Một con tàu chở hàng nặng hàng trăm nghìn tấn, tuy nhiên nó vẫn nổi trên mặt nước. Nguyên nhân rất đơn giản là do con tàu chứa một lượng lớn không khí. Điều này khiến mật độ trung bình của tổng thể tích của con tàu và mọi thứ bên trong nó nhỏ hơn cùng một thể tích nước, dẫn đến lực đẩy Archimedes tác động lên con tàu lớn hơn lực hấp dẫn kéo con tàu xuống đáy đại dương. Lợi dụng nguyên lý này, người ta trang bị cho tàu ngầm các két răn, ballast tank. Khi két răn chứa đầy không khí, tàu ngầm nhẹ hơn và nó nổi trên mặt nước. Khi người ta bơm đầy nước vào két răn, con tàu trở nên đậm đặc hơn so với nước và chìm xuống dưới. Cân bằng lượng nước và không khí trong két răn một cách cẩn thận và một con tàu ngầm có thể hoạt động ở bất kỳ độ sâu nào. Đa phần các loài cá được trang bị các két răn sinh học, ta thường gọi chúng là bong bóng cá. Bong bóng cá giúp các loài cá thay đổi độ nổi của chúng, bơm căng bóng cá để ngoi lên và làm xẹp bong bóng để lặn xuống. Tuy nhiên, không phải sinh vật biết bơi nào cũng được mẹ thiên nhiên mua cho bong bóng. Lợn biển là một ví dụ. Theo Wikipedia, một con lợn biển hay bò biển trưởng thành to như một con lợn, nặng từ 4 tạ đến 5 tạ rưỡi, dài trung bình từ 2m8 đến 3m. Những con lợn biển lớn nhất có thể dài tới 4m6 và nặng gần 1 tấn 8, tức là dài bằng và nặng bằng một chiếc Honda CRV. Wow! Lợn biển không có bong bóng cá, bù lại chúng có một khung xương đậm đặc và siêu nặng, những chiếc phổi độc đáo nhất thế giới động vật và những quả rắm dài XXL. Khung xương của lợn biển nặng một cách đáng kinh ngạc, xương sườn của loài này gần như đặc và không có khoang tủy. Trong khoang ngực của lợn biển chỉ có xương ức là có tủy xương. Bộ xương nặng bất thường thì đóng vai trò như là những đai răn, ballast belt của thợ lặn, giúp những con lợn biển chìm xuống một cách dễ dàng. Phổi cũng là một chi tiết thú vị của lợn biển. Khác với những lá phổi của con người nằm quanh quả tim kéo dài về phía sau dạ dày và gan, phổi của lợn biển lại dài, dẹt và chạy dọc theo chiều dài cơ thể. Phổi của một cá thể trưởng thành có thể dài khoảng 1 mét, rộng khoảng một gang tay, thế nhưng lại chỉ dày khoảng 2 đốt ngón tay. Những lá phổi bố trí theo chiều dài cơ thể là lý do quan trọng khiến sinh vật này có thể nổi theo phương ngang. Khi cần lặn sâu, lợn biển bóp chặt lồng ngực. Hành động này nén hai lá phổi lại và khiến cơ thể lợn biển trở nên đặc hơn. Lồng ngực bóp càng chặt, lợn biển càng đậm đặc và càng chìm xuống sâu hơn. Theo cách này, hệ hô hấp của lợn biển đã trở thành một thiết bị nổi. Tuy nhiên, thiết bị nổi này có những giới hạn vật lý không thể vượt qua, và đó là lúc mà những quả rắm lên tiếng. Cụ thể, lợn biển đúng như tên gọi của mình, ăn như lợn. Mỗi con lợn biển choén một lượng thực vật tương đương với 10% khối lượng cơ thể, khoảng 50 cân mỗi ngày. Quá trình tiêu hóa thức ăn của chúng chậm chạp và tạo ra rất nhiều khí mê tan. Và lợn biển đáng ra đã trở thành một sinh vật đáng yêu cấp độ 10 Pro Max nếu như chúng không đánh rắm cực kỳ nhiều. Những quả rắm của lợn biển ngoài là chất xúc tác sự nóng lên của trái đất còn là một cách quan trọng để những con vật thay đổi sức nổi của chúng. Khi muốn nổi lên, lợn biển nhịn rắm lưu trữ mê tan trong ống tiêu hóa. Khi cần lặn xuống, chúng xả khí để gia tăng độ đậm đặc của cơ thể và từ từ chìm xuống. Tuy không hiệu quả và tác dụng tức thời như là két răn của tàu ngầm và bong bóng của cá, chiêu này của lợn biển vẫn cho thấy sự thông minh của chúng và là một ví dụ sinh động cho việc tận dụng tốt những gì bạn đang có. Trên thực tế, vai trò của khí rắm và việc xả rắm ở lợn biển là quan trọng đến nỗi những con lợn biển bị đói ăn hoặc bị táo bón, tức là không thể xả rắm, đã thực sự gặp khó khăn khi di chuyển trong nước. Và giờ thì bạn lại có thêm một phách cực kỳ mặn và mùi để chém gió với bạn bè. Không đẻ con có phải là một cái tội? Tháng 5 vừa rồi, một cặp vợ chồng người Ấn Độ có tên là Sadhana và Sanjeev Prasad sống ở Haridwar, một thành phố ở phía bắc bang Uttarakhand, đã đâm đơn kiện vợ chồng cậu con trai duy nhất vì lý do là chúng không chịu sinh cháu cho họ.
Trong đơn khởi kiện, cặp vợ chồng này khẳng định rằng họ đã chi khoảng 20 triệu rupee, khoảng 257.000 đô hay gần 6,4 tỷ đồng để nuôi con trai. Số tiền đó thì bao gồm tiền học ở Mỹ để cậu con trai có thể trở thành phi công, tiền mua ô tô, tiền tổ chức đám cưới và cả tiền tài trợ cho tuần trăng mật ở nước ngoài của hai vợ chồng cậu. Và bây giờ thì họ chỉ hy vọng rằng con trai có thể hoàn vốn trong ngoặc kép bằng cách sinh cho họ một đứa cháu. Thế nhưng đã 6 năm rồi, cậu con trai 35 tuổi và cô con dâu 31 tuổi vẫn chưa hề có động thái muốn sinh con. Đại diện pháp lý của hai ông bà, Arvind Srivastava, cũng đã bày tỏ sự đồng cảm với họ. Ông cho rằng đây là mong muốn rất chính đáng của các bậc cha mẹ. Ai cũng mong muốn rằng đến một ngày nào đó mình sẽ được lên ông lên bà, được vui vẻ cùng các cháu, phiên bản nhí của phiên bản nhí của họ. Ông bà Prasad đã tỏ rõ thiện chí và khao khát có cháu khi đề xuất rằng sẽ đảm nhiệm luôn việc nuôi dưỡng cháu nếu như mà hai vợ chồng quá bận rộn. Tóm thì vấy lại, ông bà cho con trai và con dâu hai sự lựa chọn, hoặc là sinh một đứa cháu trong vòng một năm tới, hoặc là bồi thường 50 triệu rupee, khoảng 15,6 tỷ đồng cho hai cụ. Trao đổi với tờ Times of India, luật sư Srivastava cho biết đây là vụ kiện đầu tiên thuộc loại này ở tiểu bang và cũng có thể là vụ đầu tiên trên toàn Ấn Độ. Vụ việc đã mở ra một cuộc tranh luận về trách nhiệm đối với gia đình và xã hội của giới trẻ, cũng như mức độ kiểm soát của các bậc cha mẹ đối với cuộc sống và các mong muốn cá nhân của các con. Quan điểm của bạn về vụ việc này là gì? Bạn có ủng hộ việc bố mẹ kiện con cái vì không sinh cháu? Bạn nghĩ gì trước lựa chọn không sinh con của số ít bạn trẻ ngày nay? Chúng ta hãy cùng thảo luận trong phần comment nha anh chị em. Món đặc sản vạn người chê. Có những món ăn đặc sản hấp dẫn tới mức nó có thể khiến du khách bay nửa vòng trái đất tới để thưởng thức. Thế nhưng cũng có những đặc sản mà mới nhìn thấy, ngửi thấy hoặc thậm chí là mới chỉ nghe qua cách mà chúng được tạo ra, người ta đã vội chê. Kiểu nếu như bạn không chê thì chê. Bạn thấy mắm tôm có mùi khăm khắm, bạn nôn lẹ khi ngửi mùi sầu riêng. Ôi bạn ơi, dăm ba cái mắm tôm với sầu riêng thì nhằm nhỏ gì so với haukot, món ăn quốc dân tại Iceland. Từ haukot có nghĩa là cá mập lên men trong tiếng Anh. Tên gọi này thì dễ làm cho người ta trở nên không phòng bị mà nhận lời thưởng thức chúng. Đúng ra phải gọi món ăn này là món cá mập chết thối, cá mập thối thấu cõi thiên thai hay xác chết cá mập thì mới phải lẽ, và vì phách không hề bốc phét. Haukot được làm từ thịt của cá mập Greenland thuộc họ cá mập ngủ Slipper Shark. Cá mập Greenland là ông thọ trong giới động vật có xương sống, chúng có thể sống từ 250 cho đến 500 năm. Cá thể già nhất từng được lấy mẫu được cho là đã được sinh ra đâu đó trong khoảng thời gian từ năm 1504 đến năm 1744. Cá mập Greenland cũng là một loài to lớn, dài trung bình từ 2,4 đến 4,3 mét, nặng trung bình từ 7 tạ đến 1 tấn. Cá biển cá thể lớn nhất từng được ghi nhận dài tới 7,3 mét và nặng hơn 1 tấn tư. Cá mập Greenland thường sinh sống ở độ sâu từ 0 đến 1.500 mét. Mặc dù chúng cũng từng được quan sát ở độ sâu 2.200 mét nước, dưới đáy vùng biển cách mũi Hatteras, Bắc Carolina 300 km về phía đông. Thịt của cá mập Greenland chứa một lượng lớn ure và trimethylamine NOxit. Trimethylamine NOxit, gọi tắt là TMAO, ngăn áp lực nước làm biến dạng protein và giết chết các sinh vật biển sâu. Sinh vật sống càng sâu, nồng độ TMAO càng cao. Khám ở chỗ, ure phân hủy thành ammoniac có mùi khai, còn TMAO thì lại là một chất độc. Thành thử thịt cá mập Greenland không thể được thưởng thức theo cách thông thường. Theo phương pháp truyền thống, cá mập Greenland sau khi đánh bắt sẽ được bỏ đầu, moi ruột rồi chôn vào các hố nông từ 6 đến 12 tuần để lên men và loại bỏ độc tố. Người ta đặt những viên đá nặng lên phần thịt để ép chất lỏng ra ngoài. Ngày nay, thịt cá được lên men trong các thùng gỗ để đảm bảo vệ sinh. Quá trình lên men có thể kéo dài từ 6 đến 9 tuần. Sau khi lên men thì cá được đào lên, xẻ miếng và treo để hong khô trong vài tháng. Trong khoảng thời gian này, thịt cá bắt đầu rữa ra, cuốn theo lớp axit uric độc hại và khai nông. Đồng thời thì thịt cá cũng chuyển dần sang màu nâu. Người dân Iceland cắt bỏ phần thịt nâu, giữ lại phần thịt trắng bên trong, và thế là họ có một món ăn đặc sản. Một cách truyền thống, người Iceland sẽ thưởng thức món ăn quốc dân này cùng với một vài ly quốc tử có tên là Brennivin để làm tăng thêm hương vị. Thế còn hương vị của cá mập chết mấy tháng phơi khô nó dư lào thì xin phép nhường lại cho ai đó dũng cảm hơn.
Không chỉ có du khách mới bịt mũi hay nôn thốc nôn tháo khi lần đầu ngửi hoặc thưởng thức hầu cót, nhiều người bản địa cũng phải nhăn mặt khi nói về chúng. Họ thậm chí còn mô tả chúng giống như vị của xác chết vậy. Tuy nhiên, giống như mắm tôm hay sầu riêng, có người khen kẻ chê. Biết đâu nếu được thử một miếng, bạn lại sẽ yêu những miếng thịt cá mập thối Iceland thì sao? Nhỉ?